Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe Dua Check Alpha được chạy full một bộ group của Shimano Untega. Khung nhôm nước sơn nguyên bản. Đấy, xe còn rất là mới. Cái màu của chiếc xe màu xanh pha với cả trắng, trông chiếc xe nổi bật, nó rất là đẹp. Nước sơn nguyên bản, khung nhôm. Chạy nguyên một bộ group của Shimano Untega. Các bác chơi xe lâu năm thì cũng biết được là cái Untega này nó là dòng rất là cao cấp của Shimano. Nguyên một bộ group từ tay lắp đến phanh, thanh ba mảnh rồi đến đùi đĩa, gạt đĩa, đằng sau đều là của Untega. Xe thì còn rất là mới, trên khung thì hầu như là cũng không biết sức nhỏ là đáng kể. Đi vòng khối lỗ, tôi dẫn sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt 52 cm. Thì chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m6 đến 1m7 đi là phù hợp. Untega với 10 phần lít và 2 phần đĩa cho 20 tốc độ khác nhau. Phần này rất là mượt mà. Hiệu Check, chiếc xe có bề dày lịch sử đến hơn 100 năm và là những chiếc xe mà đứng trên top những chiếc xe đạp đua tốt nhất thế giới. Nó bán chiếc xe này với mức giá chỉ có là 24,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chỉ hết tiền. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác được đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.